ngày 21 tháng 3 vừa qua diễn ra lễ ký kết hợp tác và chuyển giao công nghệ máy bay không người lái từ khâu chào xạ đến chăm sóc và quản lý dịch hại giữa Agridrone và Anginest. Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là mảnh ghép giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng lúa gạo của Anginest. Từ thực tiễn, khi ứng dụng drone đã giúp bà con nông dân giảm được lượng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tiết kiệm thời gian và giảm công lao động. Hỗ trợ bà con nông dân tiếp cận những công nghệ, giải pháp làm đất, gieo xạ, phun xịt thuốc, phân bón bằng các thiết bị công nghệ hiện đại. Máy bay không người lái DJI T30 hoạt động hoàn toàn tự động với độ chính xác cao, có hiệu suất phun 16 hecta trên giờ, nhanh hơn rất nhiều lần so với cách phun truyền thống. Giúp nhà nông tiết kiệm 30% lượng thuốc, giảm bớt chi phí, bảo vệ môi trường, tránh hiện tượng giẫm đạp lúa, đem lại hiệu quả phòng trừ sâu bệnh hại tốt hơn, giảm tiếp xúc hóa chất, bảo vệ sức khỏe người nông dân. Khi bón phân, xả lúa, DJI T30 mang tải trọng 40kg, với nhiều tính năng thông minh và hệ thống rải công suất lớn, nhanh gấp 70 lần so với lao động thủ công. Không chỉ tiết kiệm lượng phân bón, nhân công mà các hạt phân được phủ xuống ruộng đồng đều và chính xác. Agridrone đồng hành cùng Anginest trên chặng đường phấn đấu trở thành tập đoàn nông nghiệp hàng đầu, góp phần thúc đẩy quá trình cơ giới hóa trong nông nghiệp.